la mã gã thợ săn bị trừng phạt khi bậc đại sĩ trở về với dân chúng như vậy cả kinh thành đang rền vang những lời than khóc khắp nơi chính ngài cũng mệt mỏi vì cả tháng trời ở trong giỏ nên đi nằm dưỡng bệnh và thần dân naga tấp nập đến viếng thăm ngài đông vô số khiến ngài lại mệt thêm vì phải chuyện trò cùng họ trong lúc ấy Kanaritha lên thiên giới tìm không gặp bậc đại sĩ là kẻ trở về đầu tiên nên chàng được phân công làm thần canh cửa của bậc đại sĩ vì chàng được xem là kẻ tính tình nóng nảy có thể xua tan hết đám đông Naga ý. Phần Subhaga sau khi tìm khắp vùng núi Himavat, tuyết sơn, cả đại dương cùng các sông ngoài không gặp, liền phiêu bạc đến vùng sông Yamuna để tìm kiếm lúc bấy giờ gã bà la môn hạ đẳng thấy alam Bajana đã hóa thành người hủi gã nghĩ thầm gã y hóa hủi chỉ vì quấy phá buridatta nay ta cũng vậy chỉ vì ham ngọc báu mà phản bội ngài dù ngài là ân nhân của ta tội này ta sẽ phải mang vậy trước khi họa đến ta phải xuống dòng sông yamuna rửa sạch tội trong chỗ tẩy uế linh thiêng này. Thế rồi gã xuống sông, tự cho là gã sẽ rửa sạch tội phản bội kia. Vừa lúc ấy, Subhaga đến nơi, nghe gã nói liền nghĩ thầm. Gã khổ nạn tồi tệ này chỉ vì tham bảo ngọc mà phản bội anh ta. Ngài đã ban cho gã mọi phú quý vinh hoa, ta không thể nào tha mạng gã được. Vì vậy, chàng cuộn đuôi quanh chân gã, kéo gã dìm xuống nước. Đến khi gã ngạt thở, chàng để yên gã một lát. Gã ngẩng đầu lên, chàng lại dìm xuống. Nhiều lần như thế cho đến cuối cùng, gã bà la môn hạ đẳng kia ngẩng đầu lên bảo. Một trăm lẻ năm Ta đang tắm ở chốn thiên này, dòng thánh ba gia linh hiển thay. Chân cảng ta trên đầy nước thánh, Quỷ nào hút máu của ta đây? Supaga đáp lời gã qua vần kệ sau. Một trăm lẻ sáu Chuyện kể ngày xưa có vị thần, Đến ca si đất nước kiêu căng, Long vương thật hiển vinh danh vọng, Hùng dũng cuộn tròn khắp núi sông. Ta chính con ngài đang chụp lão, tên Supa hỡi bà La Môn. Gã bà La Môn nghĩ thầm, anh của rồng chúa ta không muốn tha chết cho ta, nhưng ta thử làm động từ tâm của vị này bằng cách tán tụng phụ mẫu của họ, rồi xin tha mạng xem sau. Thế là gã ngâm kệ sau. 107 Ca si vương tử thật oai linh, Mẫu hậu sinh dòng giống hiển linh, Ngài chớ để nô tài hạ đẳng, Chết chìm trong sóng nước vô tình. Supaga nghĩ thầm, Gã bà la môn độc ác này, Cố đánh lừa ta, Để ta siêu lòng mà tha nó, Nhưng ta chẳng tha nó đâu. Thế là chàng đáp, Nhắc lại các hành động của gã. 108 một nay khát nước đến dòng sông, Từ bụi cây người núp bắn cung, Kinh hải đau thương nay chạy trốn, Bỗng dưng tai họa dán vào thân. 109 Người thấy trong rừng nay ngã ra, Người đem đoàn gánh vác nay qua, Đến cây đa mọc đầy cành lá, Chẳng chịt bao quanh gốc rễ cha. 110 sơn ca trỗi khúc nhạc du dương anh vũ trên cây nhảy rộn ràng đất trải cỏ xanh như thảm lót hoàng hôn mời nghỉ bước an nhàn một trăm mười một mắt ngươi độc ác thấy anh ta đang ẩn mình trong đám lá đa mang sắc áo hè tươi rực rỡ vui đùa cùng với đám cung nga một trăm mười hai Hoan hỷ anh ta chẳng hại ai. Sao ngươi độc ác giết oan ngài? Nạn nhân vô tội nhìn đây nhé. Tội ấy trên đầu ngươi tái lai. Ta chẳng tha ngươi dù phút chốc. Ngươi đành trả hận tối cao này. Gã bà La Môn nghĩ thầm. Vị này quyết không tha mạng ta. song ta phải tìm mọi cách thoát đi mới được. Rồi gã ngâm kệ sau. Một trăm mười ba Học hành cầu nguyện để cúng dân Làm tế lễ trong ngọn lửa thần Ba việc khiến La Môn được sống Không ai xúc phạm dẫu hờn căm Supaga nghe gã nói Đâm ra do dự Chàng nghĩ thầm Ta sẽ mang nó về cảnh giới Naga Hỏi các vương huynh ra sao Và chàng ngâm hai vần kệ 114. Dưới dòng sông Thánh Yamuna, trải tận chân đèo núi tuyết xa, thủ phủ Naga chìm đẩy nước là nơi ngự trị Chúa Đa Ta. 115. Cũng là cung thất các vương huynh, ta sẽ đưa lời ngươi biện minh, tùy các vương huynh quyền định đoạt, xử ngươi tối hậu, thật công bình chàng liền lôi cổ gã đi sơn sệt cùng lớn tiếng lăng mạ phỉ bán gã cho đến cung môn của bậc đại sĩ tám la mã bậc đại trí bác bỏ vệ đà kana ritha đã trở thành thần giữ cửa đang ngồi đó thấy gã kia bị kéo lôi đi một cách thô bạo như thế liền ra gặp họ và bảo này Supaga, đừng làm gã bị thương. Tất cả Bà La Môn đều là con của đấng Đại Phạm Thiên. Nếu ngài biết ta đang làm con ngài bị thương, ngài sẽ nổi giận và tiêu diệt thế giới Naga của ta. Trên thế gian này, các Bà La Môn có địa vị cao nhất và thụ hưởng đại vinh danh. Vương huynh chưa biết uy danh của họ, nhưng tiểu đệ đã biết rõ lắm. Vì chuyện kể rằng Kanaritha trong tiền kiếp ngay trước đời này đã sinh ra là một bà la môn tế tự cho nên chàng mới nói quả quyết như vậy hơn nữa nhờ kinh nghiệm của đời trước chàng rất thông thạo việc tế tự cho nên chàng bảo supaga cùng hội chúng naga đến đây ta sẽ tả cho các bạn biết đặc tính bà la môn tế lễ ra sao rồi chàng tiếp tục nói như sau 116 Vệ đà và các lễ tế đàn, những điều trọng vọng thật cao sang, thuộc quyền các vị la môn ý, cho dẫu họ hèn hạ tận cùng. 117 Đặc quyền họ hưởng đại quan vinh, nếu kẻ nào cười nhạo miệt khinh, sẽ mất của tiền và phạm luật, sống trong tội lỗi thật điêu linh rồi Kanaritha hỏi Subhaga có biết ai tạo ra thế giới này không? Khi Subhaga bảo không biết, chàng liền ngâm kệ bảo rằng thế giới được tạo dựng bởi đấng Phạm Thiên là vị tổ của các bà La Môn. 118. Ngài tạo La Môn để học hành, tạo dòng sát đế lỵ điều binh, cây bừa vệ xá và ngài tạo nô lệ thủ đà phụng mệnh trên như vậy chúa trời ban thượng lệnh từ thời nguyên thủy đã hình thành kỷ đó chàng bảo các bà la môn này có rất nhiều uy lực ai thân cận với họ và cúng dường họ nhiều lễ vật thì sẽ được ngài định số phận cho khỏi tái sinh mà được ngay thiên giới rồi chàng đọc kệ sau 119 Kuvera, Soma, Varuna các thần Data, Vidata cùng trời trăng Bao phen đã cử hành đàn tế Ban các la môn ngoại phước ân 120 Arjun vĩ đại dáng tai ương Chi chít ngàn tay mọc khắp thân Mỗi cặp tay cầm cung dọa nạt Dân thần lửa lễ vật đầy tràn Rồi chàng tiếp tục tả cảnh huy hoàng của các bà La Môn cùng các lễ vật tối cao sang phải được đem cúng dường cho họ như thế nào. 121 Cổ tiếp kể vua nọ cúng dân thật nhiều sau hóa một thiên thần vua Mujalinda mãi thờ thần lửa giải khát lửa bằng bơ tưới tràn. Thần lửa cuối cùng đem tưởng thưởng, Ngài tìm ra lối đến thiên cung. Rồi chàng ngâm các vần kệ này để chứng minh bài thuyết giáo của chàng. 122 Dujiba đã sống trọn ngàn năm, xe ngựa quân hầu thảy phục tuân. Ngài chọn cuối cùng đời ẩn sĩ, từ am tranh đã đến thiên cung. 123 Saga chiến thắng khắp trần gian, dựng trụ vàng dân lễ tế đàn, không ai thờ lửa hơn ngài cả, ngài cũng thăng thiên hóa vị thần. 124 Sữa lạc Anga, ga chúa ca si, cúng dân liên tục tưới tràn trề, làm ngập sông Hằng thành biển cả. Cuối cùng triều đế thích ngài về. 125. Đại đế Sát Ca có tướng quân, dân Sô Ma Tử được vinh thăng. Nay ngài nắm giữ bao thần lực, từ số phận như mọi thế nhân. 126. Phạm Thiên đại tạo hóa thành hình, ranh giới núi non tại tế đình tuân lệnh ngài sông hằng chảy xuống vinh quang ngài đạt bởi hy sinh rồi chàng hỏi anh này vương huynh anh có biết tại sao biển cả thành muối mặn không uống được chăng hiền đệ aritha ta không được biết vương huynh chỉ biết làm tổn hại các bà la môn thôi này hãy nghe đây rồi chàng ngâm vần kệ 127 Một ẩn sĩ thông kệ chú thần đứng trên bờ biển để nghe rằng chạm vào biển liền bị ăn sống. Từ ấy, nước không uống được dần. Tất cả các bà la môn đều như thế đấy. Rồi chàng đọc kệ khác. 128 Đế thích xưa thành đấng ngọc hoàng, đạt ân chiếu xuống bà la môn đông tây nam bắc đồng dân lễ nên được vệ đà họ hưởng phần cứ thế aritha miêu tả các bà la môn cùng các tế lễ hy sinh và kinh vệ đà cho hội chúng naga nghe vậy nhiều rồng naga tìm đến thăm bồ tát bên giường bệnh và bảo nhau vương tử đang kể chuyện cổ tích rồi dường như có nguy cơ là họ chấp nhận tà thuyết ấy lúc bấy giờ bồ tát đang nằm trên sàn tọa nghe hết câu chuyện xong hội chúng naga lại kể cho ngài nghe ngài suy nghĩ aritha đang kể một chuyện cổ sai lạc ta phải ngắt lời thuyết giảng của em ta và đem chánh kiến lại cho hội chúng này rồi ngài trở dậy tắm rửa trang hoàng châu báo xong liền ngồi trên bảo tọa tụ tập hội chúng naga lại ngài cho gọi aritha đến bảo này aritha hiền đệ đã nói lời sai lầm khi diễn tả các bà la môn và kinh vệ đà vì các tế lễ hy sinh theo nghi thức của kinh vệ đà không phải là điều đáng mơ tưởng và nó không thể đưa lối đến thiên giới hãy nhìn kỹ đây những gì hư vọng trong lời nói của hiền đệ. Thế rồi, Ngài ngâm các vần kệ này miêu tả các loại tế lễ hy sinh khác nhau. 129 Vệ đà là bảy kẻ khôn ngoan, lôi cuốn làm hư hỏng nạn nhân, ảo ảnh tạo mê lầm mắt tục, song bao bậc trí vượt an toàn. 130 kinh vệ đà không bí lực thần cứu người hèn phản bội vô luân lửa kia dù thấp bao năm tháng vô vọng cuối cùng tên chủ nhân 131 dù cây toàn cõi đất trồng cao để thỏa nguyện thần lửa khát khao nó vẫn thèm thuồng khao khát mãi naga mong đáp ứng làm sao 132 trăm sữa thường cứ thế biến dần lên. Bơ sữa đông là chuyện tự nhiên. Khao khát đổi thay vầy ngọn lửa. Càng khơi động, nó mãi cao lên. 133 Lửa không cháy, tự gỗ tươi khô. Lửa cần nhen nhúng mới bùng to. Gỗ tươi khô nếu đều bừng cháy, ác hẳn rừng xanh hóa hỏa lò. 134. Kẻ chất củi rơm đốt lửa cao, đạt nhiều công đức khác đâu nào. Đầu bếp nhan lò hay thợ nguội, hoặc người thiêu xác chết kia sau. 135. Chẳng ai cầu nguyện dẫu thành tâm, hoặc chất mồi lên đốt lửa hồng, được phước đức gì nhờ tế lễ. Lửa cao ngất, khói cũng tàn dần. 136 Lửa mà bạn nghĩ đáng tôn vinh, Vậy phải ở cùng rác thối tanh, Ăn xác chết hân hoang độc ác, Mọi người kinh tởm vội quay nhanh. 137 Có người tôn kính lửa như thần, Giống bọn mang di trọng nước sông, Bọn chúng lạc ra ngoài chánh đạo, Đều không xứng được gọi thần nhân. 138 Thờ lửa tôi đòi của thế nhân Vô tình mù điếc trước lời than Sống đời ích kỷ đầy lầm lỗi Mơ tưởng thiên đường có được chăng? 139 Bà La Môn ý muốn làm ăn Nên bảo Phạm Thiên cúng lửa thần Sau tạo hóa làm ra vạn vật Lại thờ tạo vật chính tay làm. 140 Pháp luật hảo huyền phi lý sao Tổ tiên ta tưởng đạt sang giàu Học hành ngài tạo la môn ý Sát lị cầm quyền lực quý cao 141-142 Vệ xá cày bừa mọi đất đai Thủ đà phụng mệnh của bao người Từ thời nguyên thủy là như vậy phát xuất tối cao lệnh của trời. Ta thấy lệnh này đều áp đặt, mắt ta trông đã hiển nhiên rồi. 143. Chỉ các la môn được tế thần, không ai ngoài sát lị cầm quân, cày bừa vệ xá và nô lệ, các thủ đà kia phải phục tuân. 144. Vọng ngữ tham lam thuyết đảo điên Kẻ ngu tin tưởng chuyện hư huyền Ai người có mắt nhìn toàn cảnh Sao chẳng công bình hỡi phạm thiên 145 Nếu quyền vô hạn khắp nơi nơi Sao chính tay ban phúc hiếm hoi Sao vật ngày sinh đều chịu khổ Sao không ban phúc đến muôn loài 146 Lừa dối ngu si ở khắp nơi, tràn đầy hư vọng, chánh chân vơi. Phạm Thiên là vị bất công quá, đã tạo thế gian lắm trái sai. 147 Những kẻ được xem là trắng trong, tha hồ giết nhái rắn trùng ong. Tục này mang rợ, ta khinh ghét, như thể cam bô bộ lạc rừng. 148 149 Nếu kẻ giết kia được trắng trong, nạn nhân cũng được đến thiên đàng, La Môn hãy giết La Môn sạch, như vậy bọn này được lạc an. Và cả những ai nghe thật kỹ những lời chúng nói, thật tà gian. 150 Chẳng thấy bò dê muốn thiệt thân để mong có cuộc sống cao hơn chúng miễn cưỡng đi vào chỗ chết, vẫy vùng tuyệt vọng, trúc hơi tàn. 151 Bao phủ tế đàn, chuyện sát sinh, tuôn lời bóng bẫy, tuyệt tài tình, tế đàn như thể con bò mập, bảo đảm bao tâm nguyện đạt thành. 152 153 Nếu củi chất quanh vật tế thần, chứa đầy khoa báu, họ ca vang bạc vàng châu ngọc cho ta hưởng cùng lạc thiên cung sẽ ngập tràn hẳn họ tế đàn riêng họ hưởng giữ cho mình sản nghiệp giàu sang 154 bọn dối lừa ngu xuẩn ác gian chuyện dài theo dệt phỉnh ngu dân dân tiền cắt móng và râu tóc người sẽ được như nguyện thỏa lòng 155, 156. Thí chủ ngây ngô sẵn nhiệt tình, với hầu bao đến chúng vây nhanh, như bầy quả súng quanh chim cú, tâm hướng về bao chuyện ác hành, khiến nạn nhân kia thành sạc nghiệp, cuối cùng bị lột sạch sành sanh. Đồng tiền chắc chắn người kia có, đổi lấy hứa suông chẳng thực hành. 157, 158 Như bọn lạ tham được lệnh vua, tịch thu tài sản đám nông gia, bọn này cướp chỗ nào rình rập, tìm của với con mắt ác tà, không luật lệ nào lên án chúng, tuy nhiên chúng phải chết là vừa. 159, 160 Tế sư phải nắm nhánh Bhutia, làm lễ tế đàn tự trước kia. Nó được gọi thay thiên chủ đấy. Thế nhưng nếu thật vậy từ xưa, phải chăng thiên chủ in tra đã chiến thắng được yêu quỷ địch thù? Tay của trời cho ngài ít lợi, có đâu làm quỷ sợ vu vơ? 161-162 Mỗi rặng núi trong quốc độ kia chính là lễ vật tự ngàn xưa đặt lên đàn tế thành từng đống tín chủ đưa tay nhẫn nại ra chất lễ vật lên cao tựa núi tuân theo lệnh đại phạm thiên mà một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi bốn núi được chất cao với lễ dân nói như vậy đó các la môn khoe khoang huyễn hoặc ôi ô nhục đống gạch kia dù kiếm hết lòng cũng chẳng chứa đâu nguồn mạch sắc để người thợ mỏ phải hoài công. 165. Chuyện kể một hiền thánh thuở xưa đang khi cầu nguyện ở bên bờ bị chìm xuống biển từ thời đó, nước biển không sao uống đến giờ. 166, 167. Sông đã nhận chìm các thánh hiền Hàng trăm và nước vẫn bình yên, xuôi dòng chảy mãi không hề thối, sao chỉ biển xanh giữ hận hiềm, nước mặn tràn vào trên mặt đất do người đào chẳng bởi lời nguyền. 168 169 Trước tiên chẳng có nữ nam nhân, trí óc làm nhân loại sáng dần, dòng giống ban đầu bình đẳng cả nhưng vì thành bại đã bao lần làm có người đổi thay ngôi thứ chẳng phải vì xưa thiếu phước ân những lỗi lầm ngày nay đã khiến họ thành ưu thắng hoặc cùng bần 170 kẻ hạ đẳng kia dùng trí khôn đọc kinh này trí chẳng cao hơn la môn tạo vệ đà làm hại khi các tha nhân đạt trí thông 171. Như vẻ câu ca được thuộc lòng, khó quên vì nhịp điệu du dương, tối tâm ý nghĩa làm mê mẩn, ngu trí nuốt trôi thật bốc đồng. 172. Bà la môn chẳng giống thú hoang, sư tử cọp beo của núi ngàn, chúng với trâu bò đồng một loại, khác loài nhưng trí vẫn ngu đần. 173 Nếu vua thắng trận dứt đau binh và sống bình an với bạn mình, chế ngự dục tham theo chánh đạo, muôn dân hạnh phúc sống phồn vinh. 174 Vệ đà sát đế lỵ cầm quyền, độc đoán cả hai lại hảo huyền, mù quán chúng lần mò tiến bước, trên đường hồng thủy ngập liên nghiêng. 175 Vệ đà sát lị nắm quyền năng, thâm nghĩa chúng ta thảy nhận chân, rốt cuộc nhục vinh hay được mất, cùng chung số phận bốn giai tầng. 176 Như các chủ nhà muốn kiếm ăn, tính bao nghề tốt đẹp an toàn, là môn nay gặp ngày tàn mạc, tìm kế sinh nhai đủ mọi đàn. 177 Chủ nhà lầm lạc bởi tham vàng, mù quán đi theo dục dẫn đàn, bày đủ mọi trò lừa đảo ý, kẻ ngu phải đọa khác người khôn. Bậc đại sĩ, sau khi đánh tan mọi luận thuyết của họ như vậy, đã thành lập ra giáo phái của Ngài, và khi hội chúng Naga nghe Ngài thuyết giảng, tâm họ tràn đầy hoan hỷ, bậc đại sĩ cho thả tên bà la môn hạ đẳng kia ra khỏi cảnh giới naga mà không hề đá động gì đến gã dù chỉ bằng một lời nói khinh miệt vua sagara cũng không lỗi hẹn vội ngự du cùng binh lính đến nơi trú ngụ của vua cha sau khi đánh trống báo cho thần dân biết ngài sẽ đi thăm ngoại tổ phụ và quốc cửu bậc đại sĩ du hành qua sông yamuna trước tiên ngài ngự đến am ẩn sĩ của tổ phụ với mọi vẻ long trọng huy hoàng theo sau ngài có đầy đủ các vương tử cùng phụ vương mẫu hậu ngài lúc ấy vua sagara chưa nhận ra bậc đại sĩ khi ngài tiến đến cùng đám tùy tùng liền hỏi vua cha một trăm bảy mươi tám chiên trống nào đây tiếng nói vang trầm hùng hòa điệu giữa không gian làm tâm thánh thượng đầy hoan hỷ, đàn sáo tù và tiếng trống con 179 ai là nam tử bước hiên ngang nay nệt cung tên được điểm trang vương miệng quanh đầu đang chiếu sáng khác nào ánh chớp tỏa hào quang 180 ai đó uy nghi bước đến gần sáng ngời tướng mạo dáng thanh xuân như cành phượng vĩ đang hồng đỏ lò thợ rèn kia cháy sáng bừng 181 chiếc lọng của ai sáng sắc vàng làm mờ ngọ nhật vẻ chiêu căng bên sườn khéo léo treo lơ lửng chiếc quạt đập rồi đợi sẵn sàng 182 trăm gậy vàng vung vẩy các đuôi công, hòa đủ màu bên cạnh mặt rồng rực rỡ vòng tay tô điểm tóc khác nào tia chớp lóe không trung 183. hào kiệt nào đây mắt sáng trong mão long đội giữa đôi mày cong răng trắng như chồi hoa vỏ ốc hoàn toàn đều đặn thẳng ngay hàng 184 bàn tay hồng đỏ tựa sơn son, môi đóa bimba ba gia la thấm la thắm nở tròn, chàng trẻ sáng ngời như mặt nhật, như sa la nở rộ đầu non. Intra thiên chủ mang bào giáp, chiến thắng quỷ thù thảy dẹp tan. 185 Ai vừa hiện trước nhãn quan ta, mở ví bên sườn tuốt kiếm ra, chuôi nạm ngọc vàng đầy kỹ sảo, huy hoàng chiếu sáng dưới tay ngà. 186. Ai cởi hài vàng khỏi gót chân, hài theo dệt gấm thật cao sang, cúi đầu trịnh trọng trang nghiêm lễ, bày tỏ lòng tôn kính trí nhân. Khi nghe con của ngài là quốc vương Sagara Pramadatta hỏi như vậy, Vị ẩn sĩ xuất gia đã chứng đắc thắng trí cùng các thiền chứng liền trả lời. Này Vương Nhi, đó là các vương tử của vua Dataratha, các long vương Naga của bào muội của con đó. Rồi Ngài ngâm kệ sau. 187 Dataratha vương tử các chàng đây, uy lực vinh quang vĩ đại thay. Tất cả đều tôn sùng chấp nhận gia mẫu hậu chung này Trong lúc các vị đang đàm đạo Hội chúng Naga đến nơi Đảnh lễ dưới chân vị ẩn sĩ Rồi ngồi xuống một bên Công chúa gia cũng đảnh lễ cha xong Khóc lóc một hồi rồi từ tạ Cùng hội chúng Naga trở lại cảnh giới của mình Quốc vương Sagara ở lại đó vài hôm rồi trở về thành Ba La này. Còn công chúa ra về sau qua đời tại cảnh giới Naga. Phần Bồ Tát vẫn giữ giới suốt đời ngày và tu tập đủ mọi công hạnh trong ngày trai giới. Nên khi mạng chung, Ngài cùng với hội chúng Naga đi lên thiên giới thật đông đảo. Khi Pháp Thoại chấm dứt, bậc Đạo Sư dạy, như vậy các vị thánh đệ tử các bậc hiền nhân ngày xưa trước khi đức phật ra đời đã từ bỏ mọi vinh quang của quốc độ naga và trang nghiêm hành trì các công hạnh trong ngày trai giới rồi ngài nhận diện tiền thân vào thời ấy gia tộc của đại vương là cha mẹ ta devadatta đề bà đạt đa là gã bà la môn hạ đẳng ananda anan là Somadatta, Upalavana liên hoa sắc là Achimukhi, Sariputta xá lợi phất là Sudarsana, Mogalana một kiền liên là Subhaga, Sunakhatta, là Kanaritha và ta chính là bậc đại trí Buridatta.